Thưa quý vị, cách đây vừa tròn 69 năm, 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2023, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là một mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập tự do trong thế kỷ 20. Chiến thắng gian dội đó đã để lại nhiều bài học sâu sắc, hiện vẫn còn nguyên giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển và hội nhập. Trở về hơn 69 năm trước, ngày 20 tháng 11 năm 1953, quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ và xây dựng thành lập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất ở chiến trường Đông Dương. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, phương châm tác chiến là đánh chắc, tiến chắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm tư lệnh chiến dịch. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, quân ta mở đợt tiến công thứ nhất vào cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 5 ngày chiến đấu, tiêu điểm hai cứ điểm Him Lam và Độc Lập. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, quân ta mở đợt tấn công thứ hai, đánh đồng loạt các ngọn đồi phía đông của phân khu trung tâm, tiêu diệt 2.500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các ngọn đồi phía đông. Ngày 1 tháng 5 năm 1954, ta mở đợt tấn công thứ ba, đánh chiếm những cứ điểm còn lại, làm tiền đề để tiêu diệt nốt đồi A1 và C2. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, bộ đội ta phất cao cờ chiến thắng, tướng cờ Castori và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm bị bắt sống. Sau 56 ngày đêm chiến đấu, ta tiêu diệt và bắt sống hơn 16.000 tên địch, tịch thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng, phương tiện của địch và giành thắng lợi vang dội. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu đã kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.